ở phần trước, bốn thí sinh đã lên đất chưa có gì đặc biệt. Liệu trong phần này liệu sẽ có sự sexy nào sẽ được thể hiện ra không? Kính mời các bạn đón xem ngay bây giờ. Rất bình thường, không có gì đặc biệt cả, được chưa? Gì đấy? Chỉ có thể chọn một con bất kỳ là một con. Chọn em, rút thẳng ra. Cho mọi người xem. Xong rồi chưa? Xong rồi lại. Mọi người đều nhìn thấy. Cho nó vào giữa bộ bài. Được. Xem nào. Chị nghĩ nó ở đâu? Chị nghĩ nó có kiểu nó ở... sắp ở... Sắp thì sẽ lên phía trên. Sắp gì? Hoặc là lại trở về chỗ vị trí ban đầu lúc mà mình rút ra. Chết chắc. Với một cái móng tay thôi, không cần sắp. À, con đầu tiên của chị là con 7 em, được chưa? Em mượn tay đâu. Chị có thể lấy tay đặt lên. Được chưa? Trong tay hai người là con 7 em. Em khẳng định là con 7 em. Đấy. Trong tay em có một con bài như thế này. Đấy ạ, mọi người nhìn thấy chưa? Một tay. Chưa thể là lên. Đây là thứ con bài của bạn. Đây vậy ạ, con bài. Nói to lên. Được ạ, đây là con bài của chị. Ký ạ. Chị bấm. Ấn vào, hãy ấn vào. Nó nằm bên này, thấy chưa? Chào thật vui cho vui không ạ? Chỉ để cho vui đấy ạ. Có muốn xem không ạ? Phở. Xem một trò thật các bạn không? Một trò cho vui đấy ạ. Trò thật cho vui đấy ạ. Chị biết chơi bài chưa? Hồi em có một bộ bài nhé, chị có thể kiểm tra thoải mái. Có thể lấy một bộ bài bình thường, không được sắp xếp gì cả. Chị có thể cháo lên nếu chị muốn. Đó, em sẽ để xác nhận cháo lại một lần nữa. Rất kỹ rồi đúng không ạ? Bây giờ chị có thể chọn thêm một con bài được. Đây, có thể chọn em một con bài đúng không ạ? Con nào cũng được. Rồi ạ, chị nhìn, không cho mình có thể cho máy quay nhìn được. Rồi ạ. Bây giờ thì chị có thể để nó vào bất cứ chỗ nào bộ bài. Bất cứ chỗ nào. Đây, chỗ này nhá. Nhìn nhá, đây là con bài của chị. Đây, con bài. Rồi, giờ chị cháo lên thoải mái. Chị hãy cháo lên, cháo thoải mái. Chị có thể cháo bất cứ thế nào được. Bán gì đấy? Bật ạ. Bật, phải xem bỏ vào, không có gì. Nhưng mà đây là vui mang bài đây. Đấy ạ, chị cháo thoải mái đúng không ạ? Giờ em muốn chị làm cho em một việc. Rồi. Bây giờ nhá, chị có thể cầm cho em bộ bài đúng không ạ? Chị lấy thiên thần nhỏ đây không ạ? Chị có thể cầm đúng cái thiên thần nhỏ cho em được không ạ? Cầm. Rồi ạ. Rồi ạ, cầm nó chắc em nhá. Chị hãy tập trung suy nghĩ con bài của chị. Nghĩ con bài của chị. Nghĩ rất kỹ vào. Có phải con bài chị không ạ? Phải con này không? Con bài của chị ạ. Vâng, hiểu ạ.
các thí sinh trước đã không tỏ nên được sự sexy nào. Vậy chàng trai tiếp theo sẽ làm được gì? Liệu có tuyệt vời, có đột phá, có sexy không? Chúng ta hãy cùng đón xem. Magician, did you know? Magician who walks on the street, and we call it a street magician. And do you want to see something special? Magic, magic. Free. It's free. Ah, okay. We just practice. And this one is for a competition on the TV. Okay, so we just understand. I will show you something special, and it's free. That's enough, okay. Just can use, okay. Now I just want you to pick a card, one card, whatever you like. One card. Oh, slowly. Okay. Just. Okay, now I want you to think about this card. Is it red or black? Red or black? I have to tell you. Yeah. Oh, but I didn't see yet. No, just imagine. Ah, okay, it's red. It's red? Okay. Oh, it's red. And so it's just a misdirection. Now I just want you to open your hand like this. Mm-hmm. And this hand? Okay, like this. Now I will put the eight of diamond in your hand and you will close it. And now you, I wanna need your help for me. No, just so simple. Here I have the queen. Can I ask you your hand? Okay, now just go very slowly like this. You shake. Okay. He starts to laugh. Now just turn. And this one? It's just... Oh, it's sweet. Oh yeah, just understand. Okay, so now, for another trick, can you just pick any card you like? Any card? Uh-huh. Just pick one card. And I'm gonna ask you to sign your name. What's your name? Elena. It's my name. And your? Alma. My name is Tung. Oh. Very nice to meet you too. So can you put your name on the card? Where? Okay, where? Elena. Here? Yeah, whatever you like. A bigger. And you too. Put your name in this side. Very big. Alright. Okay. Ooh, it's nice. Okay, now you see your card. I will tell you this card is the only one, because there is two signature of you that make this very different and special. Now I'm gonna lead this card into the middle of the deck like this. I'm gonna close the deck. I'm gonna put my finger. You know what happened? Up the top. One more time. This one. But now, the first card is not your card. Of course, because your card is there. I will push your card into you. Can you see? And boom! Oh, it doesn't work. I will try something better. Let's see. See your card? Up to the top. Okay. Okay, I will tell you. When you see something, just silent. Just keep silent, this is them, and I will show you something more special. Okay, now, I will, you see, is your name there, Helena? Can you open your hand? Okay, I will put your card in there. Okay, now you see your card, gonna jump to this side, very slowly. You feel it?
No. Did you feel it? No? Of course, I don't feel it too. Snap the finger. And it comes to the... Uh-oh. Oh, wait a second. Maybe the second position. Oh my god. I know. Because this is the first part of the car. Can you lift the first car? Jump to the side. Nice, very nice. Okay. One more time. I will show you how the car can come to the top. When I count to 1, 2, 3, you push the car. And you turn the first car over. 1, 2, 3, go. Very nice. Okay. The last one. Be concentrated. Very low. Okay. I will bend this car like this. So you can see when I put this car to the middle of the deck, it makes something like this. Be very sure your car. Now we will close the deck very slowly. And I will count to three. Okay? 1, 2, 3. Just turn. Very nice. Yeah, thanks for watching. So sexy! Yeah!